thừa nhận có thể thua đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ nói về trận đối đầu với chúng ta, nhưng cũng có mục tiêu rõ ràng. Huấn luyện viên Vlatko Andonovi đã có những phát biểu thẳng thắn trong buổi họp báo trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam. Tại đây, vị huấn luyện viên của đội bóng đương kim vô địch đã chia sẻ về những thay đổi về đội hình của tuyển nữ Mỹ hiện nay so với kỳ World Cup 2019. Theo ông thì với đội hình có tới 14 cầu thủ trẻ sẽ đem đến nguồn năng lượng tươi mới và đầy nhiệt huyết. Đó là một trong những lợi thế của đội tuyển nữ Mỹ. Đánh giá về trận ra quân gặp đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Mỹ nói: "Chúng tôi biết cần làm gì để chiến thắng, trong đó mục tiêu đầu tiên là thắng đội nữ Việt Nam. Ngay cả khi có thua đội tuyển nữ Việt Nam đi chăng nữa, đội nữ Mỹ vẫn sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và vô địch, giống như cách mà đội Argentina từng đăng quang ở World Cup 2022. Mục tiêu của đội tuyển nữ Mỹ là vô địch World Cup, không cần phải hoài nghi về điều đó. Tôi tin rằng không thành viên nào của Mỹ đặt mục tiêu khác đâu." Mặt khác, huấn luyện viên Andonovi cảnh báo các học trò không được phép chủ quan trước tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù số đông đều cho rằng đội nữ Mỹ sẽ thắng đậm đội nữ Việt Nam, nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Trong bóng đá, không có điều gì là không thể xảy ra. Chỉ khi 90 phút thi đấu khép lại mới có thể nói chính xác.